Mới đây thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã công bố thẻ tín dụng quốc tế SCB Visa với 3 hạng thẻ gồm thẻ chuẩn, thẻ vàng và thẻ bạch kim. Theo SCB, thẻ chuẩn có hạn mức từ 10 đến 30 triệu, thẻ vàng có hạn mức trên 30 đến 200 triệu và thẻ bạch kim có hạn mức từ 100 triệu đồng trở lên. Chủ thẻ có thể ứng tiền mặt hoặc thanh toán hàng hóa dịch vụ tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ Visa trên toàn cầu. SCB Visa cũng là thẻ chip theo chuẩn EMV. Thì cách đây khoảng hơn 1 năm, chúng tôi cũng ra mắt một cái thẻ ở thành phố quốc tế. Tuy nhiên, trong thời gian qua thì có rất nhiều khách hàng mong muốn có sự hiện diện của Visa trong các hoạt động kinh doanh của SCB. Và sau một cái quá trình rất là lâu dài gặp gỡ, đặc biệt là sự hỗ trợ của ông Son Weston, thì chúng ta đã có được cái thẻ Visa ngày hôm nay. Thì thẻ Visa này chúng tôi đã trải thử từ tháng 11 năm 2015 và đến nay đã được hơn gần 2 tháng. Thì cái chất lượng thẻ, cái đường truyền cũng như là tất cả những dịch vụ đi kèm của thẻ Visa đã chứng tỏ cái ưu thế vượt trội của thẻ Visa. SCB Visa hoạt động theo phương thức xác thực Verified by Visa. Chủ thẻ có thể dễ dàng kiểm soát giao dịch kịp thời thông qua hệ thống tin nhắn SMS. Riêng việc thanh toán dư nợ trên thẻ có thể thực hiện qua nhiều kênh như tự động trích nợ tài khoản, thanh toán dư nợ thẻ tại quầy ngân hàng, trả qua Internet Banking, Mobile Banking hay chuyển khoản từ tài khoản tại SCB hoặc tại ngân hàng khác.